Lenovo đã rất thành công với hai dòng sản phẩm chính là ThinkPad và IdeaPad. Cuối năm 2019, họ tung ra một dòng sản phẩm mới với tên gọi ThinkBook và với slogan hiệu suất siêu việt. Nếu như chúng ta xem ThinkPad là một dòng sản phẩm cao cấp chuyên phục vụ cho đối tượng là người dùng doanh nghiệp, thì ThinkBook được xem là một sản phẩm cấp thấp hơn nhưng vẫn giữ nguyên được những giá trị truyền thống từ ThinkPad nhưng với mức giá mềm hơn và dễ tiếp cận với nhiều đối tượng hơn. Và đây là ThinkBook 14. Như mình đã nói thì đây là một sản phẩm hướng đến phân khúc người dùng doanh nghiệp với những tiêu chí bảo mật được đặt lên hàng đầu. Và để cụ thể hóa được điều đó thì Lenovo đã trang bị thêm những tính năng bảo mật cần thiết cho một doanh nhân. Thanh shutter dùng để bật tắt camera khi không cần thiết. Cảm biến vân tay được tích hợp ngay ở nút nguồn. Khi chưa unlock thì đèn LED sẽ hiển thị màu vàng. Khi đã unlock thì đèn sẽ chuyển sang màu trắng. Hay là cổng USB-A được giấu bên trong case hidden port. Mình rất là thích những cái chi tiết nhỏ mà Lenovo mang lại. Đặc biệt là khi sử dụng những cái thiết bị receiver như là chuột hay là bàn phím và những cái cổng USB receiver có cái thiết kế nó nhỏ gọn như thế này thì chúng ta rất là sợ nó bị thất lạc đúng không? Tuy nhiên với thiết kế hidden port của Lenovo thì mình không cần quan tâm đến cái việc thất lạc đó nữa, chỉ cần cắm vào và để đó thôi. Bên cạnh những tiêu chuẩn về bảo mật thì Lenovo cũng được trang bị những tiêu chuẩn về độ bền. Đặc biệt là chiếc ThinkBook 14 này đã được chứng nhận tiêu chuẩn độ bền Military Standard 810G. Máy có khả năng chịu nhiệt tốt khi nhiệt độ lên hơn 70 độ C lúc chạy nặng, hay kể cả trong những môi trường khắc nghiệt khác như là nhiệt độ thấp hay là sốc nhiệt. Đặc biệt là khả năng gia công của sản phẩm cực kỳ bền bỉ, dù ở môi trường áp suất cao thì máy cũng không bị ảnh hưởng, rất phù hợp với những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay. Vỏ ngoài của máy được làm và gia công hoàn toàn bằng chất liệu là hợp kim nhôm, khả năng chịu lực rất là tốt. Bên cạnh đó thì ThinkBook 14 còn được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động ABS giúp bảo vệ ổ cứng trong những cái trường hợp mà chúng ta lỡ không may làm rơi hay là khiến va đập sản phẩm. Mặc dù là khả năng chịu lực của nó rất là tốt, nhưng mà về mặt cảm giác và tin tưởng khi sử dụng thì Nhi vẫn cảm thấy chưa yên tâm lắm bởi vì màn hình vẫn còn khá là flex. Hay là bàn phím cũng bị flex bởi vì bề mặt chỉ được gia công bằng nhựa. Tuy nhiên thì đó là khi mình so sánh với những dòng sản phẩm cao cấp như là ThinkPad thôi. Còn đối với một sản phẩm mà có mức giá dễ chịu như là ThinkBook thì thiết kế như vậy là rất tuyệt vời rồi. Còn về khả năng kết nối thì máy cũng được trang bị đầy đủ các cổng. Như là cạnh trái sẽ có một cổng LAN, một HDMI, một USB 3.1 Always On Power Delivery, hai cổng USB Type-C, một jack tai nghe. Cạnh phải sẽ có một USB 3.1, một khe SD và thêm một USB 2.0. Đối với cổng USB-A Always On thì nó vẫn giúp chúng ta có thể sạc được những cái thiết bị khác, chẳng hạn như là điện thoại, mặc dù máy đang nằm trong trạng thái là sleep. Và những yếu tố còn lại như là logo ThinkBook thì được in chìm ở một góc. Bản lề được làm dài và chắc chắn và nó cũng có khả năng gập mở lên đến là 180 độ. Bàn phím trên chiếc ThinkBook 14 này được đưa từ dòng IdeaPad. Tất nhiên là trải nghiệm sẽ không bao giờ tuyệt vời bằng những dòng ThinkPad cao cấp được. Phím bấm nông, hành trình phím ngắn và lực bấm cũng mạnh hơn nữa. Khi gõ phím bạn sẽ không thể nào có được cảm giác lướt trên bề mặt được. Tuy nhiên có chê thì cũng phải có khen, chúng ta không thể nào phủ nhận chất lượng mà bàn phím của ThinkBook mang lại. Như bề mặt bằng phím nhám nè, rất bám tay, layout phím rất dễ sử dụng và đặc biệt đó là âm thanh khi gõ phím sẽ không hề ồn một chút nào. Touchpad cũng có kích thước vừa phải, cảm giác vuốt rất là mịn. Ngoài ra nó vẫn được hỗ trợ driver cho các thao tác 3-4 ngón rất là tiện lợi. Đặc biệt là chiếc laptop ThinkBook 14 này, nó có một cái thiết kế rất là sang trọng, phù hợp với công việc của một doanh nhân, nhưng mà vẫn rất là gọn gàng và trọng lượng chỉ có 1,5kg thôi, cho nên chúng ta có thể mang đi được nhiều nơi, trong những chuyến công tác nè hay là hội họp đều cảm thấy rất là tiện lợi, thậm chí là mình có thể cầm bằng một tay như thế này thôi. Màn hình cũng là một điểm nhấn bảo mật trên Lenovo ThinkBook 14 này. Với kích thước 14 inch Full HD và sử dụng tấm nền TN, viền hai bên của màn hình mỏng nhưng mà viền dưới dày quá, đã thế lại không có trang bị thêm logo hay là bất cứ decor nào khác nên là sẽ hơi mất điểm về mặt thẩm mỹ và tỷ lệ màn hình chỉ là 80%. Về hiển thị màu sắc thì không thực sự tốt cho lắm, độ bao phủ màu thấp nè, góc nhìn hẹp vì máy chỉ được trang bị tấm nền TN, có thể là nhiều người dùng sẽ cảm thấy là không thích điều này. Tuy nhiên thì đôi khi nó cũng là một điểm lợi thế đối với những người dùng làm trong lĩnh vực kinh doanh khi mà họ muốn bảo mật thông tin và cơ sở dữ liệu hiển thị trên màn hình. Bởi vì góc nhìn hẹp thì nó sẽ làm hạn chế tầm nhìn đối với những người ngồi bên cạnh, từ đó thì việc bảo mật cũng trở nên tối ưu hơn bao giờ hết.
và độ sáng cũng chưa được cao cho lắm. Nếu như để sử dụng dưới nhiều ánh sáng môi trường như là cái đèn pizza kế bên mình đây thì nó khá là khó nhìn đúng không? Vậy thì Lenovo ThinkBook 14 sẽ phù hợp với những ai? Đó là những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, những người làm công việc văn phòng, không có những yêu cầu quá cao về màu sắc, thường sử dụng cơ sở dữ liệu, bản tính, soạn thảo văn bản và không có nhu cầu sử dụng những tác vụ liên quan đến đồ họa. Về cấu hình thì nó được trang bị CPU Core i5-10210U Comet Lake. Đây là vi xử lý 4x8 luồng được xây dựng trên tiến trình 14nm. Hiệu năng thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút ở những tác vụ nặng nếu như so với vi xử lý i5-8265U. Khi chạy nặng thì công suất có thể lên đến là 30W, nhưng trong những tác vụ cơ bản thì nó vẫn luôn ổn định ở 15W. Đi kèm với nó là 8GB RAM, SSD 256GB và card đồ họa tích hợp. Với cấu hình này thì mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao, máy đều có thể đáp ứng được. Mình mở gần một chục tab Chrome, chỉnh gần chục tấm ảnh nhưng mà thấy nó vẫn rất là mượt mà và không bị sao cả. Ngoài ra thì sản phẩm này cũng có thể chơi game được, tuy nhiên thì mình khuyến cáo là không nên nha, bởi vì là FPS rất là thấp. Độ ồn thì khi chạy nặng, quạt gió sẽ kêu không quá to, nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến quá trình làm việc. Với viên pin được trang bị dung lượng 46Wh, thời gian sử dụng thực tế với các tác vụ hỗn hợp sẽ là 5 tiếng liên tục. Đây là thời lượng khá tốt bởi vì đối với phân khúc văn phòng thì pin luôn là ưu tiên hàng đầu mà mức giá vẫn chấp nhận được. Tổng kết lại thì ThinkBook 14 như được sinh ra là để dành cho phân khúc người dùng doanh nghiệp. Mặc dù là cấu hình của nó không thực sự quá xuất sắc, nhưng mà những yếu tố về bảo mật, độ bền tiêu chuẩn quân đội mới thực sự là những điều mà một doanh nhân cao cấp cần. Và đặc biệt là mức giá rất là phải chăng trên cả 3 phiên bản Core i3, Core i5, Core i7. Và Ngọc Nhi sẽ để lại bên dưới cái mô tả này đường link về sản phẩm cũng như là giá bán. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé. Và hấp dẫn hơn bao giờ hết, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5, khi mua các sản phẩm của Lenovo ThinkBook, chúng ta sẽ được giảm giá trực tiếp 10% trên giá bán hoặc trả góp 0%. Vừa rồi là những đánh giá của riêng bản thân Nhi, và nếu như bạn đã sử dụng sản phẩm này và có những đánh giá khác thì hãy để lại comment bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.